Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 5, số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,4 triệu lượt, giảm 10% so với tháng 4, nhưng tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Sở dĩ tháng 5 khách giảm do bắt đầu vào mùa thấp điểm khách quốc tế đến Việt Nam. Các doanh nghiệp lữ hành cho rằng đây là điều bình thường hàng năm do khách châu Âu và Đông Bắc Á không chọn điểm đến xa vào mùa hè. Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 7,6 triệu lượt, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tổng số gần 7,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 6,3 triệu lượt. Lượng khách quốc tế tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước, phản ánh chính sách thị thực thuận lợi. Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch năm nay được các địa phương trên cả nước đẩy mạnh. Trong tháng 5, Trung Quốc vượt Hàn Quốc để trở thành thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với hơn 357.000 lượt. Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ hai với hơn 351.000 lượt khách. Các thị trường còn lại nằm trong top 10 gồm Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Campuchia, Malaysia, Úc và Thái Lan.